Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cái trò chơi ánh bong bóng có tên là Box It, với tính chất giáo dục và xả stress, giải tỏa căng thẳng, đặc biệt là dành cho các bạn học sinh, rất là hay. Cái này được chơi như thế nào? Xin mời bạn. Chúng ta ấn như vậy đó, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái. Mình ấn một lên 2 cái được không? Cũng được nha. Ok, 2 cái, 2 ngón luôn. Đó. Ok, cái này hay quá. Có phía sau không? Lệch mặt phía sau. Đó, đúng rồi, mặt phía sau như thế. Nó cũng hầu như là cũng giống nhau ha. Và các bạn cũng biết đó, cái này là nó có nhiều hình thù khác nhau. Hình này là hình apple, hình quả táo. Đó, rồi. Có thể chúng ta chơi là để xả stress và một cách giáo dục á. Thì đây có thể là một trong những cái dụng cụ chơi thú vị, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng rất là hay. Và nó sạch sẽ, không có bị cái mùi gì cả. Và chơi có thể là cầm lên tay chơi hoặc là để giữa cái nền như thế này. Cầm lên tay như thế nào? Mình cầm hai tay lên. Cầm cái tay này. Đúng rồi. Bỏ đây. Cầm hai cái tay, bấm. Mình bấm bằng ngón cái là cầm hai cái tay này đó. Cái tay này. Ồ, đúng rồi. Hay quá, xong. Lệch lại, mình bấm lại thôi. Rất là hay. Thì các bạn có thể tìm mua cái này trên trang mạng Shopee hoặc các cái trang web thương mại điện tử khác, hoặc có thể ra các cái quán bán đồ chơi trẻ em ở dọc hai bên đường các bạn. Thì mua cái này rất là dễ. Giá tầm 30.000 đồng một cái mẫu như thế này. Chất liệu của sản phẩm Box X này có thể làm bằng nhựa hoặc cao su. Cao su mềm, dẻo, không hư luôn, không dễ gì vỡ. Chúng ta thử lấy hai cái tay uốn cái thân này xem nó có bị giòn, bể giòn không. Không, đó, tại vì đây là chính xác là làm bằng cao su rồi, đúng rồi. Làm bằng cao su cho nên không dễ gì mà nó bị bể ha. Cầm thử thả xuống thử xem sao. Xem. Cũng không sao đâu, cũng không sao. Đó. Rồi, đây là một trong những trò chơi đơn giản mà thú vị, trend nổi tiếng gần đây dành cho các bạn trong lứa tuổi học trò. Các bạn có thể mang theo trong cặp đi học để chơi, để giải tỏa trong lúc học hành căng thẳng. Thì Box X là một trong những trò chơi thú vị trí tuệ, giáo dục và xả stress, xả căng thẳng các bạn nha. Chúc các bạn có những cái tiết học thú vị, tiếp thu bài tốt, và đừng quên đưa cái trò này ra để chơi khi mà các bạn thấy căng thẳng nha. Đó, đây là người ta gọi là Box X các bạn. Nếu như các bạn mà yêu thích đó, thì hãy like video này và mời các bạn khác cùng xem, mời fan mình cùng xem và chia sẻ video này, cũng như đăng ký kênh để có những cái video mới về các cái trò chơi, hướng dẫn chơi trò chơi trên kênh Discover Vietnam TV. Hãy cùng lan tỏa cho các bạn học sinh các bạn nhé. Đó, rất là đẹp luôn.